Đi ra vào đi. À thế mẹ đi hộ con nhá. Mẹ đi hộ con nhá. Chân đẹp đâu? Đây. Cho vào đây. Con bình tĩnh nhá. Được chưa? Muốn đi con cứ bảo mẹ ơi mẹ giúp con. Mình chưa nói được đúng không? Thế con tập nói đi. Con bảo mẹ ơi giúp con. Rồi, ok. Giúp nhau nhá. Nào, ok, đẹp rồi. Nào, chân này nữa này. Chân đẹp quá. Nào, đứng dậy nào. Ok. Đi chơi không? Nhanh đi dép vào đi chơi, cần chưa? Đi dép vào để đi chơi. Không bằng lòng cái gì đây? Con tự đi. Wow, đẹp quá. Hả? Từ từ bình tĩnh, làm sao? Không. Nào, em đưa cái dép đây cho mẹ nào. Con đừng ném nhá. Được chưa? Nóng không ném tính thế nhá. Nào, bây giờ con cứ đi dép vào mẹ không? Ok, chân bên nào? Rồi, đẹp lắm. Đi chơi dạo phố nha, đi đón chị ỉn nha. Nào, đứng dậy đã, con đứng dậy đi, con bám vào đây. Bám vào người mẹ. Đấy, bám vào thành tủ đi. Đứng dậy con bám vào thành tủ. Đúng rồi. Đi đứng dậy cho nó dễ đi nhá. Con bám vào tủ ghế. Rồi, nào, làm trợ tấm hình xinh nào. Cười lên này nào. Em cười xinh đi. Đứng dậy nào. Xinh nào, cười xinh nào. Ô cái mồm kìa. Mồm xinh đâu em? Con đứng dậy đi. Đi ra rủ chị ỉn đi chơi nhá. Nhanh để chuẩn bị túi ba lô đi chơi nhá. Đây đón chị ỉn nhá. Nào nhanh lên đứng dậy nào. Đâu cầm cái gì định đi chơi nào. Đeo thẻ vào đi chơi nhá. Nào đứng dậy đeo thẻ đi chơi nhá. À đâu 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 đeo thẻ vào đi chơi con. Túi đâu? Nào lấy túi nhá. Lấy túi để đeo đi chơi nhá. Đứng dậy nào. Em lấy túi cho nào. Đây đây đây. Đây 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 đây. Túi đây. Đeo vào. Chơi. Đeo túi vào không? Đi chơi nhá. Tạm biệt em nhá. Đi chơi nhá. Sao? Em bình tĩnh nào. Em có vấn đề gì? Ngã đấy. Em ơi, em vạ hả? Chắc túi mẹ đi chơi ở đâu đấy? Hả? À, con đi đón chị à? Phải con đi đón chị không? Con đi đón chị không? Không đi đón chị thì đi chơi hả? À? Đi du lịch à? Em đi du lịch à? Nào, không ném túi của mẹ thế đâu. Này, cho mẹ xin nào. Đưa cho mẹ. Đưa cho mẹ. Ok. Không làm vậy nha.